Giáp Văn Tự cũng đang trên con đường trở lại, tìm lại ánh hào quang của mình. Và như vậy theo quan sát của chúng tôi thì các cầu thủ dự kiến là những người trong trang phục áo đỏ quân tím sẽ bảo vệ cầu môn phía bên tay trái của ban tổ chức. Và như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Các cầu thủ dự kiến là những người được quyền giao bóng trước. Đình Thuận. Thế Lộc. Lại một đường chuyền rất dài của Thế Lộc lên phía trên. Đó là pha chạm đầu của Văn Tiến. Một quả ném biên dành cho các cầu thủ xã Dung Tiến. Hữu Luân sẽ là người thực hiện. Ở trận đấu trước thì Văn Thành đã chơi rất hay. Thế Lộc. Đường chuyền vào của Thế Lộc. Đánh đầu. Đó là pha ghi bàn của Văn Tiến. Một bàn thắng quá đẹp của các cầu thủ Dung Tiến. Người ghi bàn đó là Thế Lộc. Và chúng ta có thể thấy là những pha đá phạt của Thế Lộc nguy hiểm như thế nào. Bóng đã tìm đến cột hai và xúc tiến như từ dưới đất chui lên. Đánh đầu tung lưới của Ngôn Văn Phương. Thế Lộc lại qua chạm bóng không tắt của Thế Lộc. Lần này thì thủ môn Văn Phương đã ôm gọn bóng trong tay. Văn Điểm. Đường chuyền của Văn Điểm. Tùng Dương. Chuyền vào. Đức Tùng. Dứt điểm bằng chân không phân của Tuấn Anh. Một pha chi phản hơn. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt lên. Nó na ná như quả bàn thắng đầu tiên của Dung Tiến. Cũng một hướng treo như thế này. Và Dung Tiến có một bàn thắng đánh đầu. Phạt chạm bóng ngay vào cồn. Thủ môn bên phía Văn Tự đã bắt gọn trái bóng và một đường phản công nhanh bên phía FC Văn Tự. Rất tốt. Không kịp. Định dành cho bên phía Văn Tự. Người đứng trước bóng bây giờ đang là Lâm Vũ. Một tình huống sút thẳng hay là một tình huống treo bóng đây? Lâm Vũ làm gì đây? Một tiếng chọc xuống lâu khe. Không được. Bóng lại đi hết đường biên ngang. Nhưng cơ hội của Văn Tự cứ thế trôi qua. Như những phút ban đầu nữa. Họ đang lùi về phòng ngự hơn. Và họ tận dụng được lợi thế của mình. Đó là những tình huống phạt trực tiếp như thế này. Thế Lộc. Một tình huống tôi nghĩ là sút thẳng luôn của Thế Lộc. Bóng khá là cao. Thay người Phương ơi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cao quá, phải ba cái côn thì mới vào được. Sức ép đang vô cùng lớn bên phía Văn Tự dành cho Dung Tiến. Văn Duy không được. Thế Duy vẫn còn. Quả đá phạt cho các cầu thủ
Theo em vừa nhận được thông tin thì trận chung kết của giải đấu năm nay sẽ diễn ra vào những gì lợi thế, những gì duy trì Dũng Tiến vẫn đang làm được. Nếu cho bóng vào, không được, không được, vào, đường bóng lộn xộn và bóng đã đi vào bên phía của Dũng Tiến. Cảm xúc vỡ hòa của Văn Tự. Cầu thủ ghi bàn là cầu thủ số 33 vừa vào sân. Ngạo Nghê, Ngạo Nghê ăn mừng. Vừa vào sân, một con bài chiến thuật, con bài vực dậy tinh thần bên phía Văn Tự. Cả một huyện mày. Thật sự là chúng ta cũng xem lại tình huống này. Nhiều người bảo đây là tình huống lập bật do may mắn, nhưng không. May mắn nhiều khi cũng là do năng lực ấy ạ. Tỷ số là 1-1. Cho bóng vào bên phía Dũng Tiến. Nguy hiểm. Lên dành cho FC Văn Tự. Cho bóng vào. Văn Tự tấn công nhiều. Nặng. Văn Tự nhiều người béo đá hay. Cứ đá hay là được, không cần béo hay gầy các bạn. Như vậy là đã có một tình huống phạm lỗi với Văn Sơn trong vòng cấm. Làm gì đây? Chắc là lại một tình huống chơi bóng rồi. Tình huống chơi bóng vào bên phía Văn Tự. Không được. Bóng đã chạm vào cái đầu bên phía Văn Tự và tình huống bóng đã đi hết đường biên ngang. Chúng ta cũng xem lại qua tình huống này. Như vậy là bóng đã chạm đầu bên của bên phía Văn Tự. Trước chú cũng làm mấy giải chú Văn Tự à, bà ngoại cháu à, bà ngoại cháu là nơi mẹ cháu lớn lên và sinh sống đúng không? Người đội trưởng bên phía Dũng Tiến đã bị đau. Thi đấu trong một cường độ cao cũng như là thời tiết không ủng hộ như thế này, chấn thương căng cơ hay là chuột rút là cũng dễ đến thôi. Trận bán kết 1 thì thời tiết vô cùng ủng hộ. Nhìn đến với trận bán kết 2 này đây, thời tiết đang oi nóng dần lên. Thời gian đang trôi gần về những phút cuối. Đá phạt cố định như thế này chắc chắn là đã được Văn Tự cũng như Dũng Tiến tập luyện rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và đúng sau đó là hai bàn thắng của trận đấu ngày hôm nay đều xuất phát từ những tình huống đá phạt như thế này. Kể cả những tình huống đá phạt góc như thế này thôi bây giờ cũng đang thực sự là nguy hiểm. Văn Luân treo bóng vào trong. Không được.
Hướng phá bóng lên tốt bên phía Văn Tự. Tốt rồi. Bóng đã nằm gọn trong tay bên phía thủ môn Văn Tự. Theo thể thức thi đấu của giải đấu chúng ta lần này thì như vậy là đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận bán kết 2 giữa FC Văn Tự cũng như là Dũng Tiến. Tỷ số hết trận là 1-1 và chúng ta cùng bước vào loạt penalty cân não, loạt nâng niu định mệnh. Phương ơi, đang không vào. Hoan hô thủ thành bên phía Dũng Tiến. Tỷ số vẫn là 0-0, mặc dù là Văn Tự đã đá lần đầu tiên. Mẹ vứt cái đấy thẳng một cặp trời để quấy nó mất hình thì thôi được luôn đấy. Nó mất cái thì thôi luôn đi chứ được. Tỷ số theo lượt penalty thứ nhất đang là 1-0. À xin lỗi mọi người, 1-0. Tình huống check map hơi bị sai. 1-0 dành cho Dũng Tiến. Dũng Tiến cũng đang đương kim vô địch của giải đấu năm nay. Và cầu thủ mang áo số 9 sẽ là người thực hiện lượt sút thứ hai bên phía Văn Tự. Đề nghị cổ động viên là chúng ta gọn gọn vào nhá. Khá là mất tầm hình. Tốt. Những dứt điểm tốt của cầu thủ số 9 bên phía Văn Tự. Số là 1-1. Tùng Vân. 1-1. Chưa biết được cháu à, phải sút thành 5 lượt mới biết được. Khá áp lực. Áp lực thực sự luôn đấy ạ. Ôi, vẫn có bàn thắng dành cho Dũng Tiến. 2-1 dành cho Dũng Tiến. Và thứ ba, và bàn thi thứ ba. Rất bản lĩnh. Tình huống lại bên thì đang là 2-2. Hai đều nhưng mà đây mới đang là lượt thứ 3. Đây mới bắt đầu xuất lượt thứ 3 của Dũng Tiến đúng không mọi người. Sôi động. Và đánh lừa thủ môn của đội trưởng bên phía thủ môn. Chạy ngược cái lỡ đà cái sút sang bên kia là tệt luôn. Mà côn to này không bắt được anh ạ. Sân 11 này là khó bắt Ben lắm mọi người ạ. Bởi vì chỉ đoán trước hẳn một hướng thôi, chứ còn sút xong cái bắt thì chắc là không bắt được. Thành công. Nghĩa là mình cứ bay nguyên một hướng, bay liều luôn ấy. Đấy. Cực kỳ đơn giản luôn, những tình huống đánh lừa thủ môn. Một nhịp thôi là thủ môn đã bị kiểu lỡ đà rồi. Gôn to này lỡ đà là không còn quay đầu lại được rồi.
đánh lừa thủ môn. Mà đá bên như thế này, quyết định như thế này mà tâm lý như thế mà họ vẫn đánh lừa thủ môn được. Kiểu không sút mạnh nhá, không sút mạnh, không sút vào góc, đánh lừa thủ môn một cách rất nhẹ nhàng luôn. Lần sút thứ tư rồi. Nào, nhảy chân sáo nào. Thụng Tiến lại vươn lên dẫn trước. Vậy đây là đang là quả đá phạt cuối cùng của Văn Tự rồi. Đội trưởng Huy Hoàng. À không. À, cầu thủ gỡ hòa của trận đấu ngày hôm nay, cầu thủ số 33. Áp lực. Cơ hội vẫn còn dành cho bên phía Văn Tự. Khi mà tình huống này đây, tình huống này đây mà Dũng Tiến vào thì họ sẽ gặp đối thủ của mình trong trận chung kết là FC Hòa Bình và có cơ hội lần thứ hai lần liên tiếp nâng cao chức cúp vô địch. Còn ra ngoài thì tuổi số Ben vẫn là khỏe. Không vào. Ơi, như vậy là vẫn vào, bắt được rồi nhưng mà vẫn vào. Như vậy là chúng ta đã xác định được hai cái tên góp mặt trong trận chung kết, đó là FC Dũng Tiến và FC